Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành giải bài tập về phần kiểm định trung bình và tỷ lệ tổng thể. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại lý thuyết về kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể. Ở trên hình chúng ta có thể thấy ba hình chuông màu đỏ. Thì những cái diện tích phần màu xanh đó chính là phần diện tích bác bỏ H0, đều là những diện tích mà có tổng diện tích bằng alpha. Trong kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể thì có 3 loại giả thuyết như chúng ta thấy. Giả thuyết kiểm định bên phải là giả thuyết có H1 là mu nhỏ hơn mu 0. Khi nào chúng ta thấy mu nhỏ hơn mu 0 chính là kiểm định bên trái. Khi mu lớn hơn mu 0 chính là kiểm định bên phải và mu khác mu 0 là kiểm định hai bên. Chúng ta lưu ý một điều rằng là đối với giả thuyết H0 thì lúc nào cũng có dấu bằng. Tuy nhiên giả thuyết đối H1 không bao giờ có dấu bằng, chúng ta phải lưu ý điều đó. Và ở trong bài toán kiểm định về giả thuyết trung bình tổng thể, chúng ta cũng chia thành hai trường hợp là nếu biết sigma hoặc không biết sigma, giống như trong bài toán ước lượng. Tương tự như bài toán ước lượng thì trong trường hợp nếu biết sigma thì chúng ta sẽ tính Z, nhưng ở đây Z của chúng ta gọi là giá trị kiểm định, chính là giá tính toán. Giá tính toán sẽ bằng x ngang trừ mu 0 chia sigma chia căn n. Như các bạn còn nhớ thì sigma chia căn n chính là sigma x ngang hả? Và sau khi chúng ta tính giá trị kiểm định, giá tính toán thì chúng ta tiến hành so sánh. So sánh giữa giá tính toán với lại giá alpha hoặc là giá alpha trên 2. Chúng ta thấy ở trong trường hợp kiểm định bên trái, tức là khi mà chúng ta tính ra giá trị Z tính toán mà nằm trong vùng màu xanh nhé, nghĩa là Z tính toán nhỏ hơn trừ Z alpha, thì lúc đó chúng ta sẽ kết luận là bác bỏ H0. Ngược lại, khi chúng ta tính ra Z tính toán mà trong kiểm định bên phải á, mà lớn hơn Z alpha, thì chúng ta bác bỏ H0. Còn trong trường hợp kiểm định hai bên thì chúng ta xét thấy hai cái hình đuôi màu xanh ở hai bên của hình chuông á, mỗi bên thì có giá trị tới hạn là Z alpha trên 2. Thì chúng ta sẽ so sánh cái Z tính toán của chúng ta với hoặc là nhỏ hơn trừ Z alpha trên 2 hoặc là lớn hơn Z alpha trên 2, chúng ta cũng kết luận là bác bỏ H0 trong trường hợp kiểm định hai bên. Như vậy đây người ta gọi là phương pháp giá trị tới hạn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta so sánh cái Z chúng ta tính toán được với các giá trị tới hạn như là Z alpha hoặc là Z alpha trên 2. Trường hợp thứ hai, nếu không biết sigma thì chúng ta cũng bắt đầu xét đến N giống như bài toán ước lượng. Nếu N lớn hơn hoặc bằng 30 thì chúng ta chỉ việc thay sigma bằng S. Còn N nhỏ hơn 30 thì chúng ta tiến hành tính giá trị kiểm định, lúc này là T tính toán. Và chúng ta sau khi tính được T tính toán thì chúng ta cũng tiến hành so sánh T tính toán xem có trong cái vùng màu xanh hay không. Tức là chúng ta so sánh T tính toán với lại giá trị tới hạn T alpha N trừ 1 trong trường hợp bên trái ha. Nếu nhỏ hơn trừ T alpha N trừ 1 thì chúng ta tiến hành kết luận bác bỏ. Tương tự đối với trường hợp bên phải là nếu nó nằm trong vùng màu xanh bên phải, tức là lớn hơn T alpha N trừ 1 thì chúng ta bác bỏ. Và trường hợp kiểm định hai bên cũng như vậy. Một điều quan trọng chúng ta lưu ý là trong kiểm định một bên, tức là bên trái hoặc bên phải, thì chúng ta sử dụng alpha. Tuy nhiên trong kiểm định hai bên thì diện tích mỗi bên của cái phần bác bỏ nó chỉ bằng alpha trên 2 thôi, nên chúng ta tính Z hoặc T alpha trên 2 thôi. Các bạn lưu ý điều đó. Chúng ta vừa tìm hiểu cái phương pháp giá trị tới hạn trong kiểm định giả thuyết trung bình tổng thể. Chúng ta có thể sử dụng một phương pháp khác, đó là phương pháp p-value. P-value có nghĩa là gì? Là chúng ta tính xác suất hay là phần diện tích mà chúng ta tính được á, là từ cái phần diện tích màu xanh cho đến cái T tính toán xem là nó có nằm trong cái vùng màu xanh có chứa alpha hay không. Tức là chúng ta so sánh p-value xem có nhỏ hơn alpha hay không, thì đó chính là lúc chúng ta có thể bác bỏ H0. Ví dụ như trường hợp mà kiểm định bên trái thì chúng ta sẽ tính xác suất p của
Z nhỏ hơn Z tính, trừ Z tính toán. Chúng ta tính ra cái xác suất đó, xem phần diện tích đó có nhỏ hơn alpha hay không, thì chúng ta sẽ kết luận là bác bỏ H0. Còn đối với trường hợp kiểm định hai bên thì chúng ta tính là P của Z nhỏ hơn trừ Z tính toán cộng với lại P của Z lớn hơn Z tính toán. Tổng của hai diện tích đó hay tổng của hai xác suất đó nếu nhỏ hơn alpha thì chúng ta có thể kết luận bác bỏ H0. Ở phần kiểm định giả thuyết về tỷ lệ tổng thể, chúng ta cũng làm tương tự. Giả thuyết chúng ta cũng có những giả thuyết tương tự như ở phần trung bình của tổng thể. Và hình ảnh chúng ta thấy ở đây cũng tương tự. Tuy nhiên, khi chúng ta tính giá trị kiểm định, giá tính toán thì công thức sẽ khác đi. Giá tính toán lúc này sẽ bằng PS trừ P0 chia cho căn của P0 nhân cho 1 trừ P0 chia N. Và các bạn còn nhớ, nếu các bạn còn nhớ thì cái phần căn ở dưới dưới mẫu á, nó chính là sigma của PS. Và chúng ta sử dụng trong phương pháp giá trị tới hạn. Phương pháp giá trị tới hạn nghĩa là gì? Giống như phần trung bình ở trước là chúng ta tính cái phần giá tính toán hay t tính toán, đó gọi là phương pháp giá trị tới hạn. Phương pháp giá trị tới hạn này chúng ta sẽ bác bỏ H0 nếu giá tính toán nằm ở nhỏ hơn trừ giá alpha nếu kiểm định bên trái, đúng không? Nó tức là nó nằm trong phần màu xanh. Nếu chúng ta tính ra một cái giá trị giá tính toán mà nằm ở phần màu xanh bên phải thì chúng ta sẽ bác bỏ H0 trong trường hợp kiểm định bên phải. Và chỉ cần nó nằm một trong hai bên màu xanh thì chúng ta kết luận bác bỏ H0 trong trường hợp kiểm định hai bên. Và tương tự như ở phần trung bình tổng thể, chúng ta cũng có thể sử dụng một phương pháp thứ hai trong việc kiểm định giả thuyết, đó là phương pháp p-value. Các bạn có thể áp dụng phương pháp giá trị tới hạn hoặc phương pháp p-value đều cho kết quả như nhau. Và thật ra phương pháp nào cũng không có ngắn gọn hơn phương pháp nào cả, hai phương pháp đều như nhau. Và chúng ta cũng bác bỏ H0 nếu diện tích chúng ta tính ra được mà nằm trong phần màu xanh, tức là nhỏ hơn alpha. Chúng ta sẽ tiến hành giải bài tập trong sách của thầy Hoàng Trọng. Đầu tiên là bài tập 236. Bài tập cho biết rằng là công ty sẽ xây dựng tạm trạm xăng nếu mà mui lớn hơn 2.000 xe một ngày. Và đề bài cũng cho biết là sigma bằng 100, N bằng 36, X ngang bằng 2020 và S bằng 92. Như vậy công ty có nên xây dựng trạm xăng không nếu rủi ro cho xe lầm lại một là 10%? Bước đầu tiên của một bài toán kiểm định là chúng ta phải tiến hành xây dựng giả thuyết. Đề bài cho biết rằng là nếu mui lớn hơn 2.000 sẽ xây dựng trạm xăng, do đó chúng ta đặt giả thuyết H1 là mui lớn hơn 2.000. Như vậy giả thuyết H0 là ngược lại, mui sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2.000. Chúng ta chú ý ở phần H1 đó là mui lớn hơn 2.000, tức là đây là bài toán kiểm định bên nào ạ? Chính là bài toán kiểm định bên phải. Và đề bài cũng cho chúng ta biết là xe lầm loại 1 là 10%, từ đó chúng ta tính ra được alpha bằng 0,1. Chúng ta đã biết lý thuyết rồi, xe lầm loại 1 chính là alpha. Và suy ra Z alpha, ở đây chúng ta tính Z alpha bởi vì sao? Bởi vì đây là kiểm định một bên nên chúng ta chỉ tính Z alpha thôi, không phải tính Z alpha trên 2. Và Z alpha trong trường hợp này chúng ta tính được rằng bằng Z của 0,1, tức là bằng 1,28. Các bạn lưu ý, nhiều bạn sẽ tra sai bảng ở phần này, cô sẽ giải thích ở slide tiếp theo, ở bảng giá trị tới hạn là 1,28. Các bạn lưu ý trong việc tra bảng ở đây là chúng ta tra bảng của Z 0,1 chứ không phải tra bảng alpha hay alpha trên 2. Hơn nữa là chúng ta cũng đã biết sigma trong trường hợp này. Do đó, chúng ta tính giá trị kiểm định, chúng ta chỉ tính giá thôi. Giá tính toán sẽ biết bằng x ngang trừ mu chia cho sigma chia căn n. Chúng ta thay số vào và chúng ta được kết quả là bằng 1,2.
Để dễ dàng hơn thì các bạn có thể vẽ ra hình chuông và chúng ta thấy cái miếng màu xanh bên phải á, thì Z alpha có giá tính toán của chúng ta có nằm trong miếng màu xanh bên phải hay không? Tức là giá tính toán nếu lớn hơn giá alpha thì đó là phần miền bác bỏ. Nhưng trong trường hợp này giá tính toán lại chỉ bằng 1,2, tức là nhỏ hơn 1,28, nhỏ hơn giá alpha, do đó không nằm trong miền bác bỏ. Do đó kết luận của bài toán này là chúng ta không thể bác bỏ H0. Chúng ta chỉ có thể kết luận như vậy chứ không thể kết luận là đúng hay sai, bởi vì chúng ta chỉ kết luận dựa trên mẫu mà người ta chọn trong bài toán thôi. Do đó một kết luận khác nữa, chúng ta có thể kết luận rằng mẫu này không cung cấp đủ thông tin để có thể xây dựng trạm xăng mới. Ở bảng giá trị tới hạn hôm trước chúng ta đã học thì khi tra Z alpha bằng z của 0,1, một số bạn sẽ tra trong cái cột alpha và ra z của 0,1 là 1,645. Như vậy là hoàn toàn không đúng. Ở đây chúng ta chỉ tra cái số 0,1 thôi, tức là z của 0,1 chúng ta tra cái cột màu xanh nhá, là ra là z của 0,1 bằng 1,28. Các bạn lưu ý là chúng ta tra cái số chứ không phải chú ý đến việc là khi chúng ta dùng z alpha hay z alpha trên 2. Các bạn lưu ý để tránh nhầm lẫn. Chúng ta qua bài tập 6 trang 37 trong sách bài tập của thầy Hoàng Trọng. Đề bài cho biết là alpha bằng 0,1, N bằng 25, x ngang bằng 165, S bằng 12, và giả thuyết là nếu bán được lớn hơn 180 lít bia thì sẽ xây dựng phòng game. Trước tiên chúng ta sẽ tiến hành xây giả thuyết cho bài toán này. Trong đề bài chúng ta thấy rằng là quán bar bình thường chỉ bán được trung bình 180 lít bia vào mỗi tối. Tức là ở trạng thái bình thường chúng ta đặt cái giả thuyết đó là giả thuyết H0 là mi bằng 180. Và giả thuyết đối H1 là trong trường hợp là chúng ta giả sử ở đây là lớn hơn 180 lít bia thì xây phòng game, do đó mi sẽ lớn hơn 180. Và trong bài toán này chúng ta thấy là không biết sigma. Do không biết sigma nên chúng ta bắt đầu tiến hành xét đến N. N trong trường hợp này đề bài cho biết là bằng 25, rõ ràng nhỏ hơn 30. Do đó chúng ta phải buộc sử dụng giá trị kiểm định T. Ha. Lúc này chúng ta tính T tính toán bằng x ngang trừ mu 0 chia S chia căng N. Chúng ta thay số vào và được T tính toán bằng trừ 6,25. Và đồng thời chúng ta cũng tính T của alpha N trừ 1 bậc tự do. Ha. Chúng ta tính T alpha là bởi vì sao? Bởi vì đây là bài toán kiểm định bên phải, do đó chúng ta tính T alpha N trừ 1 sẽ bằng T của 0,1 và N trừ 1 bằng 25 trừ 1 là bằng 24. Lúc này các bạn sẽ tra bảng phân phối T student, các bạn sẽ được kết quả là 1,3178. Và chúng ta xem thử ở kiểm định bên phải, tức là cái T tính toán của chúng ta có nằm trong phần màu xanh hay không, tức là T tính toán của chúng ta có lớn hơn T của alpha N trừ 1 hay không? Và rõ ràng T tính toán của chúng ta nhỏ hơn T alpha N trừ 1. Do đó, nó không nằm trong phần màu xanh, do đó chúng ta không thể bác bỏ được H0. Như vậy, không chứng minh được phòng game này làm tăng lượng bia tiêu thụ với mức ý nghĩa là 10%. Chúng ta giải một bài tập tiếp theo về phần kiểm định tỷ lệ của tổng thể trong sách bài tập của thầy Hoàng Trọng. Đó là bài 738. Bài này đề hơi dài, các bạn đọc kỹ đề. Tuy nhiên ở đây cô nhấn mạnh một số liệu ở trong đề. Đề bài cho biết phó giám đốc kinh doanh xe ô tô cho rằng 80% dòng xe hơi sản xuất năm 2008 được bán có sẵn kèm đầu đọc đĩa DVD. Những tuyên bố của nhà sản xuất thì người ta thường cho vào cái giả thuyết H0, có nghĩa là
người ta cho rằng là tỷ lệ bằng 0,8. Xe có đầu đọc đĩa DVD. Kiểm định giả thuyết này với mức ý nghĩa 12%. Mức ý nghĩa 12% có nghĩa là alpha bằng 0,12. Cho rằng có thể tìm thấy trong một mẫu 144 xe thì có 108 xe có gắn kèm DPD, nghĩa là PS của chúng ta là 108 chia 144, tỷ lệ như vậy. Và câu A, bạn có kết luận gì? Tức là kết luận lời của ông phó giám đốc mà kinh doanh này có tin được không á. Và câu B cũng như vậy, nhưng chúng ta sử dụng phương pháp P-Value. Để giải được bài toán này, trước tiên chúng ta sẽ gọi P chính là tỷ lệ xe hơi sản xuất năm 2008 có gắn đầu đọc DVD. P0 của chúng ta lúc này bằng 0,8. Tức là ông giám đốc ông nói là 80% ô tô có gắn DVD đấy. N của chúng ta bằng 144, alpha bằng 0,12 và PS như cô nói, tức là tỷ lệ lấy mẫu á là 108 trên 144 mẫu có gắn DVD, tức là chúng ta chia ra PS bằng 0,75. Và chúng ta tiến hành làm câu A, tức là bạn có kết luận gì? Tức là kết luận gì về lời ông phó giám đốc á, ông nói đúng hay nói sai? Thì để trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ tiến hành thành lập giả thuyết. H0 là ở trạng thái bình thường, nhà sản xuất tuyên bố thì P bằng 0,8. H1 lúc này giả thuyết đối là P khác 0,8. Và chúng ta thấy rằng đây là bài toán kiểm định một bên hay hai bên. Rõ ràng đây là bài toán có dấu khác ở đây, chính là kiểm định hai bên hay còn gọi là kiểm định hai đuôi ha. Và chúng ta cũng tiến hành tính giá tính toán trong trường hợp này. Giá tính toán của chúng ta sẽ bằng PS trừ P0 chia cho căn của P0, 1 trừ P0 trên N. Công thức giống như chúng ta đã biết, chúng ta thay số vào và được giá tính toán bằng trừ 1,5. Và đề bài cũng cho biết là alpha bằng 0,12. Vậy lúc này chúng ta tính giá alpha trên 2 hay là giá alpha các bạn? Đây là kiểm định hai bên, do đó chúng ta tính giá alpha trên 2. Giá alpha trên 2 bằng giá của 0,12 chia 2 là bằng 0,06. Z của 0,06 chúng ta thấy rõ ràng không hề có trong bảng giá trị tới hạn. Vậy chúng ta tính bằng cách nào? Chúng ta tính như cách mà chúng ta đã biết thôi. Là chúng ta biết là cái phần trong kiểm định hai bên á, thì mỗi bên là diện tích bằng alpha trên 2. Và nhiệm vụ của chúng ta là tính cái phần sao màu vàng đó các bạn. Tính cái phần sao màu vàng đó là bằng cách nào? Thì chúng ta chỉ làm một bài toán ngược thôi. Là bây giờ chúng ta có diện tích của một bên là bằng alpha trên 2 rồi, thì chúng ta tính ra, tức là P của Z lớn hơn hoặc bằng Z alpha trên 2. Cô tính cái phần diện tích màu xanh bên phải á, là bằng alpha trên 2 bằng 0,06 ha. Diện tích phần màu xanh bên phải rõ ràng là bằng nửa hình chuông, là bằng 0,5 trừ đi phần màu trắng ở bên phải, tức là bằng 0,5 trừ xác suất của 0 nhỏ hơn hoặc bằng Z nhỏ hơn bằng Z alpha trên 2 là bằng 0,06. Như vậy từ đó chúng ta tính được diện tích của phần màu trắng bên phải là bằng 0,44, tức là diện tích phần từ 0 cho đến Z alpha trên 2 đó, từ 0 cho đến cái sao màu vàng đó các bạn. Chúng ta tra bảng ngược, chúng ta tìm ở giữa cái bảng Z đó, là bảng số 1 các bạn đã có. Chúng ta tìm ở đâu mà có số 0,44 gần đó thì chúng ta tra ra cột và dòng xem Z bằng bao nhiêu. Chúng ta sẽ tra ra được Z alpha chia 2 gần bằng 1,55. Và lúc này chúng ta xem thử là cái Z tính toán nó như thế nào, có nằm trong cái phần màu xanh ở mỗi bên hay không ha. Và chúng ta thấy rằng là Z tính toán của chúng ta là bằng trừ 1,5. Trừ 1,5 thì lớn hơn cả trừ 1,55, tức là Z tính toán của chúng ta nằm trong phần màu trắng chứ không phải nằm trong phần màu xanh. Các bạn nhìn ở cái mũi tên màu xanh dương á, cái mũi tên đó chính là vị trí của Z tính toán.
Do đó chúng ta không thể bác bỏ hát không, bởi vì nó nằm ở phần màu trắng là phần không thể bác bỏ ha. Nếu nó nằm trong phần màu xanh tức là phần bác bỏ. Do đó chúng ta không có chứng cứ nào để bác bỏ cái lời của phó giám đốc. Ở câu B, chúng ta sử dụng phương pháp PPLU, tức là chúng ta tính diện tích ở phần bên phải, màu xanh bên phải, và diện tích phần bên trái. Chúng ta xem cái diện tích đó có nằm trong nhỏ hơn alpha hay không, thì chúng ta sẽ có thể bác bỏ hay không. Bây giờ chúng ta tính diện tích phần bên trái. Phần bên trái tức là chúng ta tính diện tích của z nhỏ hơn z tính toán trừ z tính toán. P của z nhỏ hơn trừ z tính toán cộng p của z lớn hơn z tính toán sẽ bằng 2 lần, vì hai diện tích này bằng nhau mà các bạn, sẽ bằng 2 lần xác suất của z lớn hơn 1,5. Và phần diện tích của z lớn hơn 1,5 chúng ta sẽ thấy là bằng phần 0,5 trừ đi phần trắng. Chúng ta đã biết rất nhiều về phần diện tích rồi ha. Và bằng 2 lần 0,5, chúng ta tra bảng là 0,4332. Thì chúng ta tính ra kết quả được là 0,1336. Mà alpha chúng ta biết rằng là alpha bằng 0,12. Do đó chúng ta thấy rõ ràng diện tích, tổng diện tích của hai phần hai bên sẽ lớn hơn alpha, tức là lớn hơn cả phần màu xanh nữa. Như vậy thì không thể bác bỏ được hát không. Chỉ bác bỏ khi nào? Khi tổng diện tích hai bên là nằm gọn trong phần màu xanh, tức là nhỏ hơn alpha mà thôi. Do đó chúng ta thấy ở bài toán này, dù bạn làm theo cách của câu A, tức là phương pháp giá trị tới hạn, hay bạn làm theo phương pháp PPLU ở câu B, thì chúng ta đều cho kết quả được như nhau là không thể bác bỏ hát không. Ở đây chúng ta có một bài tập mà làm thêm. Bài tập này các bạn hãy dừng video và tự làm bài để luyện tập phần kiểm định. Bài tập cho biết một loại đèn chiếu sáng được nhà sản xuất cho biết tuổi thọ trung bình thấp nhất là 65 giờ. Kết quả kiểm tra từ mẫu ngẫu nhiên 21 đèn cho kết quả trung bình là 62,5 giờ. Độ lệch chuẩn là 3. Với alpha bằng 0,1, có thể kết luận gì về tuyên bố của nhà sản xuất? Bài tập này các bạn tự làm, phần giải sẽ có ở trong slide tiếp theo. Nhưng các bạn lưu ý, nhà sản xuất cho biết tuổi thọ trung bình thấp nhất là 65 giờ, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đối với công ty này, họ luôn cho rằng tuổi thọ của đèn của họ là bao nhiêu? Lớn, luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 65, tức là ở trạng thái bình thường tuyên bố của nhà sản xuất, thì chúng ta dùng H0 với mi lớn hơn hoặc bằng 65. Như vậy H1 sẽ ngược lại, H1 sẽ mi nhỏ hơn 65 ha. Rồi các bạn tự làm và kiểm tra đáp án xem có chính xác hay không nhé. Một bài tập nữa, bài tập này các bạn tự làm. Đề bài cho biết một hãng sản xuất vỏ xe quảng cáo rằng sản phẩm loại X của hãng có thể sử dụng không dưới 100.000 km, độ lệch chuẩn 12.000 km. Một công ty vận tải mua 64 vỏ xe loại X, sau một thời gian sử dụng, kết quả cho thấy độ bền trung bình là 98.500 km với mức ý nghĩa 5%. Hãy kết luận về lời quảng cáo của công ty. Bài toán này các bạn lưu ý trong việc đặt giả thuyết. Sản phẩm loại X của hãng được tuyên bố rằng sử dụng không dưới 100.000. Không dưới có nghĩa là sao các bạn? Là nhỏ hơn hay lớn hơn? Lớn hơn hoặc bằng hay sao? Không dưới tức là tuyên bố luôn luôn lớn hơn hoặc bằng. Như vậy H0 chúng ta đặt là mi lớn hơn hoặc bằng 100.000 km. Các bạn lưu ý trong việc đặt giả thuyết ha. Và giả thuyết đối H1 không bao giờ chứa dấu bằng, đó chính là mi nhỏ hơn 100.000 km. Và tương tự như các bài toán trước, các bạn tự làm để tìm ra đáp án của mình.